Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, quan hệ kinh tế thương mại song phương giữa Việt Nam và Chile bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đặt mục tiêu phát triển kim ngạch thương mại song phương trên mức 1 tỷ đô la Mỹ một năm trong thời gian tới. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng phụ trách quan hệ kinh tế quốc tế Bộ Ngoại giao Chile, Giorgio Yanet Benitez, tại buổi họp trực tuyến vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Theo Bộ Công Thương, quý 1 năm 2020, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Chile tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, tăng trưởng lên tới gần 56% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, kim ngạch quý 2 năm 2020 đã bị sụt giảm, dẫn tới tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 568 triệu đô la Mỹ, giảm 1,04% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 432 triệu đô la Mỹ, tăng 3,17% và nhập khẩu đạt khoảng 135 triệu đô la Mỹ, giảm 12,45%. Để kim ngạch song phương luôn giữ vững trên 1 tỷ đô la Mỹ một năm trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực thi hiệu quả FTA Việt Nam-Chile, thúc đẩy triển khai áp dụng chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử, sớm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến thương mại MOU giữa Cục Xúc tiến Thương mại Viettrade và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Quốc gia Chile Pro-Chile, v.v. Đặc biệt, hiện nay, năng lực sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam đã lên đến 10 triệu chiếc một ngày, tức là vào khoảng 250 đến 300 triệu chiếc một tháng. Việt Nam đề nghị hai bên xây dựng cơ chế hợp tác để doanh nghiệp cung cấp cho người dân Chile các loại khẩu trang và đồ bảo hộ nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.